Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Thì hôm nay á, là hàng mới về nha các bạn. Thì anh em chú bác gần xa yêu mến kênh của mình á, thì ủng hộ mình ha. Với mình báo cáo anh em chú bác nha, còn thời gian nữa không được bao lâu nữa nghe, mình không có khuyến mãi mua tặng nữa nha các bạn. Thì hiện giờ còn mua tặng thì anh em tranh thủ mà mua hàng ủng hộ mình ha. À, đây tới á, mình nói á, mình giới thiệu cho anh em chú bác á, là mình bán hàng trên mạng. Mình thì ở An Giang Long Xuyên đó. Thì cái số điện thoại của mình ở dưới tựa đề á, là nó có Zalo. Anh em chú bác nào mua hàng bên mình, mình giới thiệu món gì đó anh em chú bác mua, thì anh em chú bác cứ xem đi rồi ghi vô mua món nào bao nhiêu ghi đơn, chụp gỡ qua Zalo cho mình. Còn nếu mà anh em chú bác nào mà không có Zalo á, không có gành Zalo á, thì cứ điện thẳng cho mình. Thì mình sẽ máy điện thoại mình lúc nào nó cũng có ghi âm cuộc gọi hết, tự động ghi âm. Thì anh em chú bác cứ đọc sẵn cái tên hàng, là soạn sẵn đọc sẵn, mình ghi đơn á, mình gửi hàng cho anh em chú bác, cho địa chỉ, tên người nhận hàng và số điện thoại. Có tên người nhận hàng và số điện thoại mới lên đơn được nha. Còn bất cứ món nào trong cái đơn hàng của mình hiện giờ, thì đây á, hiện giờ mình còn 10 tặng 1 đó, và bộ đế ấm siêu tốc và công tắc ấm siêu tốc 10 tặng 2. Nhưng mà hết cái tháng 6 âm lịch, hết tháng 6 âm lịch nha, cuối tháng 6 âm lịch và đầu tháng 7 là mình không có tặng hoàn toàn bất cứ món nào nữa hết. Mình báo cáo trước cho anh em để tranh thủ đặt hàng ủng hộ mình. Thì đầu năm tới bây giờ mình chia ăn anh em rất là nhiều. Nhưng mà mình sẽ cái nào mình sau này mình sẽ giảm giá thì giảm giá, chứ mình không có tặng nữa. Cái này là 10 tặng 2 nè. Đó. Mình người ta bán người ta không có tặng đâu anh em chú bác, nhưng mà mình tặng cho anh em chú bác. Nhưng mà mình bán bình thường mình không tặng cũng vẫn bán giá như vậy. Nhưng mà mình chia ăn anh em mình tặng á, thì nói chung ra á, cái nào hiện giờ là đồ nó đang lên giá chứ nó không có sụt anh em. Đó. Thì anh em chú bác á, cái bộ hàng bên mình thì bên mình á, thì bất cứ món nào mình cũng tặng một hết. Còn ngoài ra bạc đạn là mình không tặng. Đó, không tặng một nha. Còn sơ mi là mình tặng hết. Bất cứ món nào mình tặng một hết ha. Thì hôm nay á, thì mình xin giới thiệu á, là bo điều khiển quạt của mình mới về, mà bo điều khiển quạt hôm nay nó có tặng trong chổng một cây vít nữa nghe anh em. Đó. Thì để mình kêu mấy cái món đầu tiên trước. Đây hôm nay mình đi sưu tầm được mấy cái domino nữa nè anh em. Domino nghe anh em, domino này nó mắc lắm nghe anh em. Anh em chú bác nào mà có xài mấy cái motor mới á, mấy motor lớn á. Mấy cái cầu điện đồ lớn lớn đó ha, là chạm điện đồ đó ha. Thì anh em chú bác cứ mua ha. Một cái domino này mình bán 150.000 nha. Một cái domino này nặng lắm nha anh em chú bác. Để mình lấy cái căn mình căng cho anh em chú bác xem. Cái domino này đồng rất là dày luôn nha. Đó. Đây, mình lấy cái căn mình căng cho anh em chú bác xem nguyên một cái domino như thế nào, bao nhiêu bao nặng bao nhiêu mà mình bán giá 150.000 cái. Domino này đồng rất là dày luôn. Đây. Hàng mới tinh luôn nha, chưa có sử dụng qua luôn nha anh em chú bác, mới nha. Nè anh em chú bác thấy thanh đồng không? Thanh đồng của nó dày cỡ này nè. Đó. Về anh em chú bác cứ cạy cái này lên. Cứ cạy nguyên cái miếng này lên nè anh em chú bác. Đó, cứ giật nguyên miếng lên ha. Rồi anh em chú bác dặn ốc ra đặng ký vô nè ha. Đó, rồi đóng cái này lại, rồi bắt đầu cái đóng cái nắp lại ha. Nắp nó có bốn cái núm nè. Đó. Thì mình căng thử cái domino này coi nó bao nhiêu ha. Đây. Coi nó bao nặng. Đó, anh em chú bác thấy không? Gần 600g. Đó, anh em chú bác thấy không? Một cái này là 150.000 nha anh em chú bác. Có 4 cái nha, tranh thủ hốt nha. Đó. Domino này là xài mấy cái motor mà motor bự, motor 3 4 ngựa, 4 5 ngựa đồ đó ha. 5 10 ngựa đồ đảo lên đó ha, là anh em ký quá cứ việc xài ha. Đó, domino bắt cầu điện đó. Thì nó cái nào cũng vậy, nó có 4 cái. Đó. Dặn tán này tán 10 ly á. Rồi kế tiếp để mình giới thiệu đồ tiếp nha anh em. Thì đầu tiên á là để mình tắt cây cần. Đầu tiên là công tắc ấm siêu tốc và bộ đế ấm siêu tốc trắng và đen. Đây thì cái bộ đế ấm siêu tốc đen này á, là một bộ á, là giá nó 15.000. Đó, tới hết khuyến mãi mình vẫn bán giá 15.000 anh em. Nào giờ mình bán giá nào là giá đó à, tại vì mình nhập cái hàng mới chất lượng đâu ra đó đàng hoàng. Thì mình bán giá cho anh em giá thợ, một bộ giá 15.000. Để trên để dưới 15.000. Đó là cái bộ đế ấm siêu tốc đen. Còn cái công tắc ấm siêu tốc đen á, là một cái là 7.000. Đó. Anh em mua 10 bộ đế ấm siêu tốc đen thì mình tặng cho anh em thêm 2 bộ.
Còn anh em mua 10 cái công tắc siêu tốc đen á là 70.000, mình tặng cho anh em thêm 2 cái ha. Rồi kế tiếp, bên đây là bộ đế ấm siêu tốc trắng. Đây để em để này lên trên. Đây thì đây là bộ đế ấm siêu tốc trắng nè, là một cái nó như vậy. Ha. Cái này là đế đế này đế dưới nè, còn đế này đế trên nè, đó hai cái nó là một bộ ha. Đó, bộ đế ấm siêu tốc trắng nó gì? Thì một bộ nó gì nè, là anh em mua một bộ gì mình bán 20.000, bộ đế ấm siêu tốc trắng 20.000. Anh em mua 10 bộ mình tặng cho anh em 2 bộ. Ha. 2 bộ. Còn cái công tắc ấm siêu tốc trắng này á, là một bộ nó là 10, một cái nó 10.000. Cái nó 10.000, trắng toàn diện luôn. Loại này là anh em nghe cái cốc không? Rất là đủ lửa luôn, rất là chịu nhiệt cao. Đó. Nên thử ra cái bộ trắng này nó mắc hơn cái bộ đen anh em. Đó. Ừ. Đó anh em nghe không? Thì anh em mua 10 tặng 2 ha. Công tắc thì 100, còn bộ đế thì 200 một chục. Còn cái dây mạch đèn ấm siêu tốc này á, là một dây mạch đèn như vậy á, là bộ dây mạch đèn gì là anh em thay toàn bộ vô cái ấm siêu tốc. Dây này là dây chống cháy, chống chảy hết trơn toàn bộ nha anh em. Dây tốt luôn, đủ tải cho xài các loại ấm siêu tốc. Đó, trong khi á, trong khi ấm siêu tốc anh em mua, anh em mua xà thay cho khách á, lâu ngày á nó bị quéo ngay cái chân công tắc anh em. Cũng như đây nè. Thì nó lâu ngày xài nó bị quéo ngay chân công tắc vậy nè. Đó, nó quéo ngay chân công tắc này là do mấy cái dây nó tiếp xúc lâu ngày nó gò gỉ á. Rồi anh em thay mà anh em không thay dây á thì nó sẽ bị quéo lợ mau, nó gây ra nóng mau, nó không ăn cái tiếp xúc dây đường nguồn điện. Còn dưới cũng vậy. Đó, nó lo do hư là chảy là do mấy cái này không, do mấy cái tiếp xúc dắt này không. Tại sao cái ấm mới mà người ta mua về ta xài dài hạn nó lâu, còn cái lai này lâu ngày nó bị ấy đó. Này có bấm sẵn hết trơn anh em. Một bộ gì là bộ dây mạch đèn luôn, có bóng đèn luôn. Bộ dây mạch đèn công ấm siêu tốc là bộ gì là 15.000. Anh em mua 10 bộ mình tặng thêm 2 bộ. Đấy. Một bịch như vậy là 10 bộ nè anh em. Một bịch như vậy là 12 bộ nè. Đó là 150.000. Đó, mình tặng thêm 2 bộ. Đó, qua cái đợt khuyến mãi rồi là mấy cái này là 10 mình không tặng 2 nữa nha anh em, không tặng bất cứ giống gì nữa trơn á. Là qua tháng 6 mình nói đâu là mình làm đó nha anh em. Đó, mình làm ăn hồi nào giờ cái uy tín và cái sự nói của mình đó là mình nói là mình phải làm. Đó, bán hàng thì ví dụ như mà nếu á mình bán hàng cho anh em á, mình bán là 10 là mình phải tặng 1, hay hoặc là 10 là mình phải tặng 2, mình phải tặng vô đó đàng hoàng. Là mình mua bán đàng hoàng á anh em. Còn ví dụ như á mà mình nói mà mình không tặng á là mình nói láo nó xạo ha. Mình làm mình nói là cái chữ uy tín của mình đứng đầu. Rồi, kế tiếp mình để cái này lên trên mình kêu đầu tiếp nha anh em. Rồi kế tiếp bên đây là cái bộ lưỡi cắt kim cương và cái bộ vít lùng và bộ vít cabuxi ha. Anh em cứ mua đi, mấy cái hàng này bên đây rất là nhiều, chắc mình vô bọc quá anh em, mình không có ấm lại nó rớt ra ngoài lum chứ. Đây nè, bộ vít lùng á là nó gồm nó có gì nè anh em. 6 cây 12 đầu. Nó có 3 cây vít dẹp và lục giác và tam giác thoải mái nè. Đó, nó có đầy đủ hết cho anh em dặn những cái vít nhặt ha. Một bộ vít lùng này á là nó giá nó 80.000 một bộ, nhưng mà mình vít lùng này nó dặn 2 chiều nên anh em trả chiều đàng hoàng nha. Đó. Nó trả chiều qua chiều lại để anh em dặn tự động luôn, dặn rồi bắt đầu trở lại dặn vậy dặn tự động siết vô luôn ha. Trở lại trở qua gì cũng được, nhưng mà anh em bật lại một cái cụp á là nó chết cái vít chết. Nhưng mà cán là cán cao su nha anh em, vít này vít tốt. Vít đen là điện kim rất là cứng nha anh em, không phải như ba vít dởm nha. Cái này mình bán một bộ 80.000 như gì nè anh em. Nhưng mà anh em mua á là mình có cái khuyến mãi cho anh em là mình sẽ bớt cho anh em 10.000, là còn 70 ha. Bộ vít lùng 70.000, còn đặc biệt là vít cabuxi là 80 không có bớt nha anh em. Bộ vít hộp cabuxi là 80 là không có bớt. Một bộ nó như gì nè anh em. Đó. Một bộ nó như gì nè. Đó. Cái này là nó bị hơi gỉ là mình không có bán cho anh em nha. Mình tại vì nói chung ra mình để nó bị ấy đó, bị gỉ á. Chứ còn cái nào mà đồ mới là mình bán cho anh em đồ mới, còn đồ nghỉ có thể sau này mình sẽ để khuyến mãi cho anh em, chứ mình không có bán. Cái hộp nào đồ mới mình bán đàng hoàng. Rất là nhiều luôn nha anh em, còn một thùng ở chảnh kìa. Anh em cứ đặt hàng. Đây một hộp vít hộp cabuxi như vậy nè. Là giá 80.000. Này. Ba ke vít dẹp bông mai lục giác đồ tam giác đồ thoải mái ha. Đó. Anh em mới dặn những cái con vít nhặt. Đó. Nó có hai cạnh luôn nha anh em. Nó có vít hai cạnh luôn. Nói chung ra đây là vít đầy đủ, thấy không? Anh em cứ yên tâm xài. Cái này là dặn những cái bàn ủi Philips hoặc là những cái
cái hộp vít của Philip ấy, hay hoặc là ba cái nồi nướng hay hoặc cứ giống gì mà nó sâu quá anh em, cái lỗ nó nhỏ mà nó sâu quá, thì anh em cứ dặn cái này vô, dặn những con vít nhặt là anh em dặn này vô, bông mai, lục giác, tam giác, thoải mái. Hộp vít hộp cao su này là ga băng này là 80.000 nha, còn vít lùng là 70 ha. Đó. Còn cái đá kim cương này, cái lưỡi cắt kim cương này là một lưỡi nó 50.000 anh em, lưỡi kim cương vàng một tấc 50.000 lưỡi. Rồi còn bên đây cái motor 12V nữa nè, rồi còn sót còn cái lưỡi trơn nghe, lưỡi nè, lưỡi trơn nghe, lưỡi khía gì cũng giá 50.000 anh em, lưỡi cắt mài kim cương nè, kim cương vàng đó 50.000 một lưỡi. Còn cái lưỡi cắt này á, lưỡi cắt chống chống mòn này á, lưỡi đá cắt tắt này á là chống mòn cao, lưỡi siêu bén chống mòn cao 8.000 lưỡi, một chục lưỡi là 80.000. Anh em mua 10 mình tặng một nha anh em, anh em mua 10 mình tặng một, đây trong đây nè anh em ủng hộ mình ha. Lưỡi này cắt ngon lắm nha anh em, cắt ok luôn á, anh em khỏi chê. Một bộ vậy là một lưỡi là 8.000, một chục 80.000. Anh em mua 10 lưỡi mình tặng một lưỡi, cái nào cũng vậy. Còn lưỡi cắt kim cương vàng này là một lưỡi là anh em mài gạch, mài đá hoa cương, mài đá đồ thoải mái ha, là lưỡi một tắc, lưỡi cắt vàng cắt kim cương 50.000 lưỡi. Rồi kế tiếp bên đây anh em, kế tiếp bên đây là ba loại hụt quẹt nè anh em, đó ba bốn loại hụt quẹt nha anh em, bốn loại hụt quẹt. Thì bên đây hột quẹt này là hột quẹt sọc nha, đây hột quẹt sọc. Thì nó hình thù nó như vậy, nó mạ vàng ở bên ngoài anh em, mạ vàng, một cái quẹt mạ vàng rất là đẹp luôn, đây rất là đẹp sang trọng luôn. Một cái này là 35.000 hột quẹt sọc nha, 35.000 một cái đó ha. Rồi bên đây là hột quẹt vàng này nó dài hơn hột quẹt sọc một chút, đây thấy không, mà nó có cái bề cao nó rất là sang trọng đẹp luôn, sáng như vàng luôn. Bao anh em lâu bay nha, không có bay nha anh em, đó hột quẹt mạ nha. Mỗi một cái hột quẹt như vậy là mình tặng cho anh em hai cái đầu vô ga nè đó, về để anh em gắn vô cho ga mini, anh em cắt khúc này móng tay mình nè ha, anh em chích vô cái đít này nè, anh em đè vô là anh em tự bơm ga anh em xài. Cái quẹt này 35.000, cái quẹt này 30, cái quẹt này 35.000. Còn cái hộp quẹt tròn này là 40.000 cái. Đây mình để trong cái bọc thì nó hơi mờ nha anh em, chứ nó ngoài nó sáng lắm nha. Nè hộp quẹt mình lấy cái này ra ngoài cho anh em xem nè, ở trên đây là bằng thiết hết trơn nha anh em, bằng thiết ton hết đó, có cái đít nè, mỗi cái mình đều cho nó hai cái đầu vô ga hết trơn, anh em tự về anh em tự vô, kéo nhẹ xuống là nó cháy anh em đó. Còn lửa rất là nhỏ, cái này anh em xả chì hàng được luôn á. Nè anh em dòm nè, còn lửa rất là nhỏ nha, anh em xả chì hàng được luôn á, đó thấy không, rất là ok. 40.000 nha, một quẹt tròn 40.000. Thì anh em cứ mua đi, mình lấy màu ngẫu nhiên ngày sáng sáng cho anh em, nhiều anh em mua hai ba cái thì mình hai cái thì mình lấy cái sáng cái tối cho anh em ha. Đó còn bên đây là hột quẹt lipo, hột quẹt lipo có tượng hình nữ hoàng tự do nè anh em, cái này là 100.000 cái anh em, 100.000 cái. Mình sẽ tặng cho anh em thêm cái dĩ đá này nè, và hột quẹt này là quẹt mới nha anh em, chưa có, nó rất là khít luôn nha anh em, có hình nữ hoàng tự do nè, nè nó có chữ USA nè, nhưng mà nó mình bán 100.000, nói chung ra mình mua mình bán mình kiếm lời cà phê thôi, chứ còn nói là xịn là không mấy gì xịn không nghe anh em, nó 100.000 là vừa giá xài thôi. Cái này là nó dạng như nó làm nó sơn, cái này là nhám nè anh em, nó quét nhám rất là đẹp luôn, hàng mới nha, chưa có xăng nha anh em, vậy anh em tự để xăng vô rất là nhẹ luôn, cái 100.000. Rồi anh em ủng hộ mình ha. Còn cái đồng hồ này anh em, đồng hồ con rồng đó nha anh em, đồng hồ con rồng này là 100.000 cái nè, anh em nào có mua thì 100.000 đồng một cái ha. Nên anh em dòm nè, đồng hồ rồng nha, đồng hồ mặt rồng 100.000 cái, hàng có hiệu đều đàng hoàng, đây
Này là mình chưa có giật cái tem mũ này ra nè anh em, giật tem mũ ra mình chỉnh giờ cho đúng nha. Đồng hồ dây da nha, dây da mặt rồng thì 100 ngàn cái, còn anh em nào mua đơn từ 1 triệu lấy lên thì mình mới tặng 1 triệu lấy lên nha, mình mới tặng cho anh em cái đồng hồ này là anh em khỏi mua. Còn anh em nào mua đơn 700 ngàn lấy lên, 700 ngàn, 700 ngàn nha, 700 ngàn lấy lên ha, mình mới tặng cho anh em cái đồng hồ này. Đây, 700 ngàn lấy lên mình tặng cho anh em cái đồng hồ này. Đồng hồ nó không có hiệu, nó cũng chạy ngang nhau anh em, dây da đàng hoàng nha. Đó, với cái đồng hồ hộp, có anh em muốn lấy cái nào đó lấy, là còn hai cái đồng hồ hộp cuối cùng. Đó, thì 700 ngàn lấy lên mình mới tặng nha, còn dưới 700 thì mình không có tặng. Nói đâu ra đó đàng hoàng. Đồ tặng không có đổi đồ lấy đồ nghe anh em, mình đô mua hàng đúng mình tặng nghe, không lấy thì thôi nghe, chứ mình không có đổi đồ nghe. Chơi nhiều khi anh em chơi chiêu anh em mắc mình đổi lấy đồ. Đau. Đây, anh em muốn lấy đồng hồ này thì lấy. Đó, đồng hồ này thì nó nằm trong hộp. Đó, đồng hồ nào cũng vô nước hết trơn nha anh em, mình nói cho anh em biết trước nha. Đồng hồ rồng 100 ngàn cũng vô nước nha. Đồng hồ nói chung ra đồng hồ của tới của Mỹ luôn cũng vô nước đó anh em ơi. Nhưng mà mình về mình cài mình dán keo lại. Cái này 700 ngàn lấy lên mình sẽ tặng cho anh em. Còn đây nhiêu nè, đóng nè. Đó, anh em cứ yên tâm mua hàng. Còn cái đồng hồ con rồng này từ 1 triệu lấy lên nha. 1 triệu lấy lên mình mới tặng nha. Quy định là đâu ra đó rõ ràng. Còn anh em nào muốn mua riêng á thì mình bán 100 ngàn cái. Ha. 100 ngàn cái nha. Đồng hồ rất là đẹp luôn. Đó, 100 ngàn cái anh em mua riêng thì 100 ngàn cái đồng hồ mạ vàng. Sắc sảo đẹp luôn nha anh em, chứ không phải là về anh em dòm thấy gớm đâu nghe. Về về cái bắt đầu có mình chỉnh đúng giờ cái kêu thợ á, kêu thợ nó dán keo vô mình xài. Còn mình không dán keo thì mình xài vậy đi rồi mình để mình đừng có chui xuống nước được rồi. Ở trong đây nè anh em, AG17 chai bự á, thì chai bự thì 60 ngàn nha. Cái chai nhỏ thì 40 ngàn nha anh em. Lúc trước mình có giới thiệu rồi đó nha. Thì để mình giới thiệu cho nó nhanh đồ anh em ơi. Thì ở đây á, là keo AB. Keo AB anh em pha ra rồi hai cái hỗn hợp là trộn lại với nhau nó ra màu xám. Y gan là keo hàn sắt thép luôn, cứng cũng y gan keo hàn sắt thép luôn. Mà hai tiếp keo AB này nó cộng lại là 100 gram nha anh em, 100 gram. Đó. Hai cái keo AB này á, là anh em bóp hai cái hai bên nó đều ra. Là hai tiếp rồi anh em bóp đều ra anh em trộn hỗn hợp lại một cái keo AB này là 60 ngàn tiếp một một hộp, còn cái keo hàn sắt thép này là 70 ngàn, cái nào cũng một tiếng đồng hồ nó cứng như đá nha. Keo hàn sắt thép thì 70, còn keo AB thì 60. Anh em cứ dán thoải mái, dán mấy cái đồ ấy thoải mái. Còn bên đây là máy sạc bình nha anh em, máy sạc bình 12V, anh em sạc từ bình 4A cho tới bình 100A anh em sạc thoải mái. À, anh em ở đồng sâu đồng xa cái khỏi có xài bình, nó khỏi đi mua mua cái máy sạc bình này về anh em tự sạc à. Sạc từ bình 4A cho tới bình 100A, về ghim thẳng điện 220 vô nha. Ghim thẳng điện 220 vô khỏi xài cái gì trơn, khỏi làm gì trơn, anh em cứ ghim thẳng điện anh em kẹp kẹp vô cộng trừ, đúng cộng trừ là tự động nó sạc ha. Khi sạc thì để mình lấy cho anh em xem, làm cho anh em xem. Thì khi anh em sạc á, khi anh em đây nè, nó khi sạc cái 13V8 nè, sạc bình 12 mà nó nung vô 13V8 thì khi sạc cái này nó chạy lên nè, cái pin nó chạy lên ha, rồi nó chớp đèn, nó chớp cái đèn và nó nhảy cái nhiệt độ ha. Khi sạc đầy á, là đèn này nó đứng nó không chớp nữa và cái pin nó đầy là nó báo cho anh em sạc đầy rồi, nó tự động nó ngắt chứ không ấy đó. Mà khi sạc á, là khi anh em kẹp bình vô sạc đằng sau đó có cánh quạt, nó quạt giải nhiệt luôn đó. Một cái là 250 ngàn. Anh em mua đơn dưới 100, dưới 500k thì anh em phải tự trả tiền phí ship. Còn anh em mua đơn từ 500k lấy lên, mình sẽ bao phí ship cho anh em. Mình nói cho anh em biết trước, tiền phí ship không phải là dễ đâu. Mình bao nhiều khi mình bao cho anh em 45 ngàn, 50 ngàn, 55 ngàn. Mình vẫn bao. Còn ví dụ như cái quy luật rồi, cỡ nào mình cũng bao, mình đã nói mình bao là mình bao. Còn á, dưới 500 ngàn thì anh em tự trả, bao nhiêu thì anh em cứ tự trả. Ai biểu anh em mua dưới 500 ngàn, cái đó là gán chịu ha. Đâu ra đó rõ ràng. Cái máy sạc bình 250 ngàn. Đó. Còn cái mấy cái máy mài mini, mấy máy mài khu mini anh em, nó đang về nghe anh em cứ cứ yên tâm đặt hàng.
Đây, đây là máy massage anh em, máy massage 210.000 đồng một cái. Anh em có thể lấy màu ngẫu nhiên nha. Đó, có lúc thì nó dơ cho anh em màu 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 này. Đó. À. Đây để mình đẩy cái này lại đi, mình lấy cái kia. Có lúc chứ nó dơ cho anh em màu xanh. Đó. Đây, màu xanh đây. Thì nói chung ra màu nào ngẫu nhiên anh em, mình giao màu ngẫu nhiên, nhiều khi mình bán hết cái này anh em lấy cái kia, nó giao mình cái màu khác. Anh em mua bao nhiêu cũng có hết trơn nha. Máy này á, máy này rất là nặng, cầm nặng tay. Đằng trước này á, là bằng sắt nha anh em, bằng sắt rất là ok luôn. Thì trong cái máy gồm có trái banh, đây trái banh trên này nó có miếng gon, thấy không, miếng gon mềm. Khi anh em xài anh em cứ nhấn, anh em đè vô thoải mái, đè cho nó sát vô rồi anh em xài. Khi xài xong anh em giật ra, nắm giật ra đây nè, mũi này nữa nè đó, và cái hai kia này nữa nè đó, massage tất cả lưng gối rồi cổ tay gì từ lưa học dưa hết. Đây chỗ nào muốn massage chỗ nào cho nó thoải mái cứ massage, còn cái banh này là nó mềm. Ừ, thấy không, nó mềm, nó mềm mà nó mềm cái dạng mềm mềm mềm, mềm xốp á anh em, rất là ngon luôn. Rồi anh em xài hết pin anh em cứ cắm vô, cắm vô đằng sau này nè đó, anh em cắm vô. Ví dụ như anh em có cái đồ sạc điện thoại của Samsung mình á, cái máy điện thoại Samsung á, thì cái chui sạc Samsung, điện thoại Samsung á, thì anh em khỏi cắm này, anh em lấy cái chui sạc Samsung mình sạc luôn đó. Còn mấy anh em rút ra anh em cắm cái này, anh em cắm vô cái con cốc sạc. Còn anh em có cái điện thoại Samsung đang sạc á thì xài nó vẫn được. Rồi cái này xài như thế nào, nó rất là nặng tay nha anh em đó. Khi anh em gắn vô, để mình gắn vô cho anh em xem luôn, gắn vô mình chỉ đè vô anh em, cứ đè mạnh vô đó, đè vô là nó vô nghe đó. Vậy rồi đó, khi mà mình muốn sử dụng á là anh em bấm cái gì anh em buông ra là nó không có chạy đâu nghe đó. Đó anh em thấy không, anh em bấm bấm giữ lại, bấm giữ, bấm giữ đó, rồi anh em bấm nhấp á, thì nó sẽ lên nè, bấm giữ nó lên, nó đi nè, thấy không nè, bấm nhấp nó lên nè đó. Số 2, bấm nhấp cái nữa số 3, bấm nhấp cái nữa số 4, bấm nhấp cái nữa số 5, bấm nhấp nữa số 6 đó, mạnh đó thấy không, rất là ok luôn. Anh em thấy trong máy gì cho nó mạnh nha. Đó đó, khi anh em đè xuống nó mạnh nữa nha, đè xuống nó có tốc độ, nó anh em đè xuống nó sẽ rung mạnh hơn đó, thấy không đó. Đè nhẹ thì không sao nghe, anh em đè mạnh vô thì nó sẽ rung mạnh hơn đó, thấy không, là như vậy nè, anh em đè đó, rất là mạnh luôn, massage rất là phê luôn. Rồi anh em bớt tốc độ lại thì anh em trở lại một vậy nè, một là lưu yêu này, ha, mấy người lớn tuổi lưu yêu, thấy không, và đè xưa vô thì nó mạnh hơi hơi theo tốc độ của nó, thấy không đó. Đó, rất là ok luôn. Một máy này 210.000 nha, không đâu mà rẻ như chỗ mình nha anh em đó, cho anh em kiếm mua luôn, không có đâu mà rẻ hơn như chỗ mình, nhưng máy tốt nha anh em. Còn anh em mua mà cái chỗ nào mà nó bán ấy đó, coi chừng là đầu tào lao nghe anh em. Cái máy về anh em dở nhẹ te á nghe, về anh em dở nó nhẹ te chứ không có nặng như của mình nghe. Của mình là máy nặng chuẩn luôn đó, máy massage 210.000 đồng một cái, massage nghe anh em, massage. Cái này đừng nói chi xa, những anh em nào mà có buôn bán đồ điện này nọ đó, lấy lại mình cũng bán, lấy lại bán lại á, mình cũng bán 210.000 cái, tại cái mình lời có 10.000 đó, 210.000 đồng một cái nha anh em. Anh em lấy lên anh em bán 250.000, 230.000 cũng được đó. Nói chung ra mình bán mình lời chút, anh em lời chút đó, cho có bán gì đó. Rồi rồi, đây là cái tiếp anh em, đây là cái bo điều tốc 220, bo điều tốc 220 2000W đó, bo điều tốc 220 2000W nha. Bên đây là hai đường điện vô nè, đây hai đường vô ha, hai đường điện ra xài nè đó. Nó có con ốc này nè, về anh em phát cái lỗ hộp, anh em có cái hộp nào đó anh em phát cái lỗ hộp, anh em chọc ngang anh em siết lại rồi anh em để anh em điều tốc ha. Cái này là điều tốc cho máy phan máy mài cầm tay 220 2000W. Mấy cái máy phan máy mài cầm tay của anh em á, xài ở nhà mà nó không có điều tốc độ, nó chạy mạnh quá thì anh em mua cái này về anh em làm. Một cái bo điều tốc 220 2000W này nó 70.000.
Còn cái điều tốc 6 số này mình còn mấy cái nha anh em. Điều tốc 6 số này nè. Đây điều tốc 6 số nè. Cái này điều tốc 6 số nó cản một đường dây điện, nó cản đường dây điện nha, điều tốc cho máy mài cầm tay. Đó. Hai máy khoan cũng được, anh em muốn xài cho cú nào cũng được. Đó. Số 1, số 2, số 3, số 4 nè, số 5, số 6 nè, đó. Đó. Cái điều tốc này là 60.000đ. Xài cho một cây máy mài cầm tay ha, hoặc là cây máy khoan cầm tay. Anh em cứ xẹp một cắt một đường dây điện của một cái cọng dây điện vô của điện 220 đó. Cắt ngang bắt đầu là anh em cua hai dây này băng keo, hai dây này vô cái đường dây điện cắt đó là băng keo lại là anh em điều tốc được. Cho cây máy mài của mình nó xài điện 220 anh em. 60.000đ, anh em nói điều tốc 6 số nha anh em. Còn bên đây là cái điều tốc 12V. Cho mấy cái motor 550 và motor 775 nha anh em, rất là phê luôn. Ở đây mình có xài rồi. Mình có xài rồi nha, mình có sử dụng rồi. Cái này rất là ok, xài cho motor 775 12V và motor 550. Anh em xài thoải mái, nó xài cho được 12 và 24 luôn mà nó 8A anh em, xài cho mấy cái motor nhỏ và mấy cái máy bơm thuốc sâu đó là hết sảy. Đây là dimmer nha. Dimmer 8A. Đó. Thì anh em cứ bắt theo cái đường nó chỉ nè, cộng nè, thì ở dưới anh em bắt theo cộng ha. Trên trừ anh em bắt theo trừ. À, in là vô, in là đường điện vô là cái bình đó anh em bắt bình vô nè, trả cộng nè, trừ nè, còn anh em bắt theo cộng ra nè, trừ ra ha, rồi anh em cứ điều tốc thoải mái, điều tốc tới chậm gì luôn, chạy từ vòng luôn, đó, đó, một cái hộp điều tốc 12V 8A này là nó 60.000đ, đó, điều tốc cho mấy cái này được nè anh em, đó, cái này là motor 12V 550, motor hoạt bình. Một cái như vậy là nó 55.000đ nè anh em. Thì nó đằng kia nó còn nhiều lắm. Nhưng mà ở đây thì mình chỉ giới thiệu ở đây. Gặp đây giới thiệu ở đây luôn. Đó. Motor chế hoạt bình nha anh em. Đó. Xài cánh quạt ba cánh cam của mình đó. Nó có cốt trẻ nè. Đó. Y gan là cốt quạt của mình luôn. 8 ly. Đó. Một cái 55.000đ motor hoạt bình 12V. 55.000đ cái. Còn bên đây là cổ quạt treo. Cổ quạt bàn mình nè. Quạt bàn đứng và cổ quạt treo. Đó. Cổ quạt treo tường. Và cổ quạt bàn đứng. Là nó đủ màu hết, hai ba màu. Thì anh em cứ mua một chục nó 70.000đ, một cái nó 7.000đ. Này là bán cho thợ nha anh em. Đó. Rồi bên đây là bắp chuối quạt nha anh em. Cái bắp chuối mình bán bên đây á, là nó có tem mạt đồ đầy đủ. Bắp chuối tốt nha anh em. Bắp chuối này anh em thay cho quạt B4 được, quạt B5 được. Nhưng mà anh em thay vô rồi nó đứng sững như gì là anh em, nó không có bị gòm nha. Nó không bị gòm như mấy cái quạt khác nha. Bắp chuối này đặc biệt có một cái là bắp chuối hai dòng. Cái hậu rất là sâu, cái ngón tay mình nè, anh em thấy không? Nè. Đó. Rất là sâu luôn nè nghe anh em. Đó. Thành thử ra là anh em thay vô cho khách đó rất là yên tâm, khỏi sợ gãy cái chỗ này. Mấy cái bắp chuối á anh em thay vô cho quạt B4 hoặc B5 được. Đó. Anh em gắn ốc vô đây anh em siết vô cái là cứng khừ luôn, không sợ bị tét. Còn kia anh em thay vô nó dễ bị tét. Bắp chuối tốt này là 30.000đ cái nha anh em, thay đa năng luôn. Bắp chuối anh em cứ nói bắp chuối nghe 30.000đ cái. Anh em mua 10 bắp chuối thì mình tặng thêm một bắp chuối cho anh em. Đó. Bên đây là K3 là các loại nè anh em. Đây là K3 4mm. 4mm là một chục giá 120.000đ. Anh em mua 10 cục 120.000đ mình tặng thêm một cục. À. Còn bên đây là K3 3mm. Ủa. K3 3mm ha. Đây là K3 3mm, một chục giá 100.000đ. Anh em mua 10 cục mình sẽ tặng cho anh em thêm một cục. Đó. Còn bên đây là K3 2.5mm. Một chục giá 80.000đ. Cái này 100.000đ nha, cái này 80.000đ, 2.5mm, 80.000đ chục. Anh em mua 10 cục mình tặng cho một cục. Còn bên đây là K3 2mm, K3 loại tốt. 70.000đ một chục. Đó anh em mua 10 thì mình sẽ tặng cho anh em thêm một cái ha. Còn K3 1.5mm là 90.000đ một chục. K3 đó mình không có dự trữ ở đây. Anh em mua bao nhiêu cũng có, 90.000đ một chục. K3 1.5mm nha, 90.000đ một chục. Mua 10 cũng vẫn tặng một luôn. Nhưng mà anh em mua 10 thì mình lấy cho anh em, mình tặng cho anh em thêm cục khác. Rồi kế tiếp anh em ơi, đây là ống canh nha, ống canh quạt nha. Ống canh cốt quạt á. Ống canh quạt này là ống canh có cánh nha anh em. Đây, ống canh có cánh. Một bịch như vậy là một chục cái nè. Bịch chục cái là 17.000đ. 17.000đ nha, ống canh có cánh nha. Ống mũ canh có cánh, còn ống mũ canh trơn. Ống mũ canh trơn này là một chục nó 10.000đ, bịch nó 10.000đ. Ống mũ canh có cánh này bịch nó 17.000đ nha.
anh em hỏi mấy. Còn bên đây anh em mình còn được một cây đèn pin nha anh em. Cái này hàng mình đang về nha anh em. Anh em cứ yên tâm đặt nha. Hàng đang về, cái đèn pin này là 50.000. Đèn pin 50.000, đèn pin tiện dụng 50.000. Đó, anh em đi ghe đi đi tàu rồi đó ha, hết sảy. Đây. Rất là sáng luôn. Đó. Một chế độ, hai chế độ, ba chế độ chớp ha. Ghe chạy xa mình chớp gì nè cho người ta thấy đường, người ta né mình thấy không? Đó. Rồi cái cuối cùng là nó có cái đèn này. Đó. Rất là sáng nha anh em. Đó. Khi cái đèn này cái nữa là tắt ha. Khi cái đèn này mà anh em xài á nó có bốn cục khích nằm nó bốn đầu nè thấy không? Đó. Ở trên ghe mà ghe đá ghe đồ đó ha, là ghe bằng sắt đó anh em dựng gì nè là anh em xài thoải mái khỏi sợ rớt ha. Một cây đèn pin này là 50.000, còn cây cuối cùng. Còn bên đây là đèn pin đổ đầu nha anh em, đèn pin đổ đầu còn mới nha. Đó. Đèn pin đổ đầu này là 60.000 cây. 60.000 cây. Đèn pin đổ đầu. Cái nào nó cũng cho anh em một cái khúc dây để sạc nha anh em. Khúc dây để kim vô con cốc sạc nha. Đó. Đó. Thì đây nè anh em bư ra anh em sạc ha. Thì trong cái đèn pin kia nó có cái đèn pin này nó có sạc điện thoại nữa anh em. Nó có lỗ sạc điện thoại. Đèn pin đổ đầu này không có. Đây. Rất là sáng luôn anh em. Đó. Chế độ 2 nè, tối nè thấy không? Chế độ 3 nè, đó. Đó tắt thấy không? Đèn rất là ok. Đèn pin đổ đầu. Một cây gì 60.000 anh em, đèn pin đổ đầu 60.000. Đèn pin đổ đầu thì còn mớ, còn được đâu được có chục cây. Còn đèn pin này hết rồi, đang về. Anh em ủng hộ mình ha. Đây bo điều khiển quạt từ xa nó về nè anh em, đó. Bo điều khiển quạt từ xa tiếng Việt, đồ mỏ tiếng Việt này một bo như vậy là giá nó 50.000 anh em. Bán giá 50.000 từ nào giờ. Đây là cho anh em xem luôn hôm nay cái hàng nó về như thế nào. Nó cũng y gan chuyến trước rồi anh em ơi, nhưng mà nó có tặng thêm một cái cây vít. Anh em đặt bao nhiêu bo là nó có bao nhiêu cây vít chấm á. Đây. Một cái bo nó có một cái cây vít. Để cho anh em dặn luôn. Quá sướng. Cây vít ba ke. Để cho anh em dặn anh em sử dụng luôn. Đây. Rất là tiện luôn. Ù, vít rất là ok luôn anh em. Đó. Đồ mod tiếng Việt nha. Đó. Bo 50.000 giá cũ 50.000 luôn. Nhưng mà vẫn có được cây vít luôn. Đó. Bo điều khiển quạt. 50.000. Rồi bên đây là công tắc bộ ba nha. Công tắc đảo nè. Đây, công tắc treo nè. Công tắc treo nó có cái nút nha và nó có cọng dây. Đó. Một cái nút và cái cọng dây luôn. Đó, cọng dây giật của nó nè. Công tắc số treo là công tắc đảo, công tắc số treo và công tắc số đứng. Số đứng là hồi nãy mình bán cái bắp chuối đó anh em, bắp chuối 30.000 đó là nó nè. Công tắc số đứng là nó không có dây. Đây, nó có cái nút để dặn. Đồng giá công tắc này là 70.000 chục không? Bộ lần á là cái này hiện giờ nó cũng vẫn mắc hơn mấy cái này nhưng mà vẫn bán giá 70 công tắc đảo. Công tắc đảo để tắt cho cái motor đảo anh em. Đồng giá 70.000 chục ha. Để này lên trên đây đi để lộn của người ta. Rồi, kế tiếp bên đây là mình bán cái đầu quạt này nè anh em. Bo điều khiển về rất là nhiều luôn nha anh em. Anh em cái đây là đầu quạt xịn nha anh em. Đây, hai đầu. Thì mình lấy đây là mẫu cho anh em xem thôi chứ anh em muốn mua nhiêu có nha. Đây là đầu B4. Đầu B4 Hữu Thành là đầu xịn, sản xuất mới toàn diện nguyên một con chứ không phải là đầu chợ. Anh em anh em muốn bo đầu chợ á, đầu chợ đầu B4 thường á là nó không có K3. Là nó giá 170.000, hiện giờ là đầu lên. Còn cái này mình bán cái giá cũ nè. 220.000 một đầu B4 hoặc xịn Hữu Thành. Đây đầu xịn nó như thế nào mình giải thích cho anh em xem. Nó có cái catalo bên hông đó. Đây công ty sản xuất nè, Hữu Thành nè. Điểm thứ nhất, điểm thứ nhì á là nó có chỉ cho anh em nè, hết trơn nè. Thấy không? Số nè, ra nè. Với lại á, đầu quạt xịn á. Đầu quạt xịn là nó sản xuất toàn diện mới nguyên con chứ không phải là phe tái sinh. Dây đồng cũng dây đồng nhập luôn. Đó. Gô to cũng gô to mới chứ không phải là gô to tái sinh. Đó, ốp mới toàn bộ luôn. Cái cả phe này nó sản xuất cũng mới luôn chứ không phải là nó xài đồ tái sinh lại. Đó, mình nói cho anh em hiểu cái chuyện đó. Là hàng mới toàn diện nguyên 100%. K3 thì nó nằm trên đầu, nó có K3 sẵn luôn. Xuống chỉ có 4 giây. Đó. Dĩ về là chỉ vô dầu là anh em là để dầu vô là anh em xài thôi. Nó có cái lỗ cho anh em vô dầu luôn. Đầu xịn này là 220.000 một đầu. Khi quạt của anh em bị cháy đó, anh em mua về là anh em cứ vô dầu là anh em gắn điện vô là anh em xài. Gắn đúng dây là anh em xài, ok. Đó.
anh em mua dưới 500.000 thì anh em tự trả phí ship ha. Còn anh em mua đầu này không là anh em mua 500-600.000 là mình không có bao phí ship luôn nha. Anh em mua 4 5 cái đầu này thì anh em tự trả phí ship nha. Nói đâu đó đàng hoàng. Tại vì nó nặng tiền anh em. Đây cục cù đảo anh em, cục cù đảo 30.000 chục, cù đảo xài cho cái motor đảo á. Kêu nhanh nhanh anh em ơi. Cầu chì nồi cơm điện, cầu chì sứ này một chục giá 30 nè, anh em mua 10 mình tặng 1. Ha. À. Còn bên đây là điều khiển máy bơm nha. Điều khiển từ xa cho máy bơm nước á anh em. Máy bơm nước, máy rửa xe rồi đó anh em, có tắt mở luôn nha anh em. Một cái như gì, một cái bộ điều khiển từ xa cho máy bơm rửa xe và motor bơm nước á, là cái này nó 2500W nha anh em. Anh em cứ xài một thoải mái cho các loại motor. Điều khiển từ xa được 100m. Đó, hai đường điện vô nè. Đó, hai đường điện 220V và hai đường điện ra để cho anh em xài motor. Nó có cái đầu mod nè. Anh em không có vật cản thì anh em tắt mở thì cách xa 100m ha. Còn có vật cản thì 50m. Đó, cái 130.000, bộ 130.000. Còn bên đây là con chở bóng đèn nhang nha anh em. Con chở bóng đèn nhang một bịch như vậy là 10 con chở và 10 bóng đèn nhang để cho anh em thay cho các loại nồi cơm điện và ấm siêu tốc, đèn báo đồ đó. Đó, làm 3 cây nhang đồng thời được luôn nha. Con chàng cản 220kg, 10 con chở, 10 bóng đèn nhang là giá nó 20.000 bịch. 20.000 một bịch. Còn bên đây là dây guộc 5 màu, dây guộc 5 màu để cho cuộn điện đó anh em. Dây guộc 5 màu này anh em mua 10 mét thì tặng thêm 1 mét. Đó. 1 mét nó 15.000. Dây guộc 5 màu mét 15.000. Còn bên đây là bóng đèn 7 màu, chớp 7 màu luôn. Chớp đúng 7 màu luôn. Mà bóng này nó 10 ly nha anh em, bóng 10 ly. Bóng 10 ly, chớp 7 màu là anh em về anh em xài bình nha, bóng đèn này xài bình nha anh em, bình 12V. Đó, anh em xài với tàu với ghe đồ thoải mái, chế cho xe gì cũng được. Nó xài 12V nó rất là tiện luôn. Anh em đưa ngược cộng trừ thì nó không cháy thôi. Còn anh em đưa đúng cộng trừ thì nó cháy nó chớp chứ không ảnh hưởng gì hết. Đừng đưa vô điện 220 là nó hư. Nha. Anh em đưa ngược cộng trừ thì không cháy, anh em đưa đúng ngược cộng trừ thì nó cháy nó chớp. Nó chớp đúng 7 màu luôn. Một bóng như vậy là 4.000 nè, một chục bóng là 40.000. Đó. Còn bên đây là càng đảo quạt hai loại. Càng đảo quạt B4 và càng đảo quạt B5. Đồng giá một chục càng nó giá 50.000. Đó. Còn bên đây là cặp que đo đồng hồ 35.000 một cặp. Còn bên đây là ống ghen co nhiệt, ống ghen hơ lửa đó anh em. 2 ly, 3 ly, 4 ly. Nè, 3 ly nè, 4 ly, 5 ly. 2 ly, 3 ly, 4 ly, 5 ly mỗi một bịch như vậy là 10.000. Loại nào cũng 10.000 hết. Anh em muốn lấy mấy ly nói mình ha. Còn bên đây là cúc nối điện nhanh, cúc nối điện nhanh. Đó, anh em nối điện nhanh ha, anh em bật lên gì nè. Anh em tuốt dây em để vô, anh em bật cái xuống là nó dính ha. Cúc nối điện nhanh. Một cái như gì 4.000, chục cái 40.000. Anh em mua 10 mình tặng 1 ha. Cái này là nãy mình giới thiệu rồi nè, cái bo điều tốc 220 2000W nè. Đó, 70.000 đó. Bên bên có giới thiệu rồi. Còn bên đây là nút nhấn nhả nha anh em. Đây nút nhấn nhả. Nút nhấn nhả này là một chục giá 100.000 anh em. Màu nào nó cũng y gan nhau nha, nút nhấn nhả. Nút nhấn nhả này nó có cố định nè, anh em cứ về anh em phát lỗ y gan đó ha. Bự nha anh em. Anh em dòm có ngón tay cái mình là nó bự nha, giống nhỏ nha, nút này là nút bự nhất luôn á. Nút nhấn nhả đó, có con bù lon sắt này nè, anh em dặn ra rồi anh em phát lỗ anh em dặn cho vô ha. Nhấn vô là nó ăn, buông ra nó tắt, nhấn vô ăn, buông ra tắt như nút càng vậy anh em. Anh em muốn chế cho mỏ hàng ha, là cò hàng ha, hoặc là cái gì cũng được ha. Một chục là giá nó 100.000, cái 10.000. Đó, anh em mua 10 thì mình tặng 1 ha. Còn bên đây là gon nha anh em. Gon trắng với gon đen, bên đây mình bán gon trắng với gon đen. Gon đen là nó mềm, nó chống gân cốt. Gon đen là nó mềm, nó chống gân cốt nha anh em. Đó, cốt quạt nha, cốt quạt lớn mình đó. Cốt quạt 8 ly đó. Đó. Gon này nó chống gân cốt và anh em vô dầu không sợ bị nở nha. Đó, bao anh em nở luôn. Đó, gon một bịch 10.000, gon mềm. Còn cái gon trắng này là cái gon bóng. Cái gon để cho anh em chạy cho nó trơn á, là đút ở ngoài con đen đó, canh ngoài con đen là cũng túi 10.000. Còn nỉ là anh em đóng bạc đóng cốt vô đó, là anh em mua bịch nỉ này nè đó, vô dầu để cho nó giữ dầu lại. Một bịch là 20 cái nỉ nha anh em, 20 cái nỉ là 10.000.
không có vô bọc 5.000 nữa anh em. Còn bên đây là keo dán đa năng Nhật Bản anh em, keo dán đa năng Nhật Bản một tiếp nó 30.000, anh em dán cây dán gỗ dán giá đỡ đồ thoải mái luôn, dán tháp gỗ tháp đồ luôn ha, anh em dán chống dột được luôn đó, dán vô trong vòng vài tiếng hồ là nó chết keo là nó cứng luôn, nó dính rồi nó chết vài tiếng là chết keo cứng luôn. Anh em xài không hết thì anh em siết nắp lại anh em để trong mát ha. Một tiếp 60g 30.000. Một tiếp 30.000 anh em, tiếp 30.000. Anh em mua 10 tiếp thì mình tặng thêm một tiếp, nhưng mà tiền phí ship thì anh em tự trả. Tiếp 30.000 nghe keo keo Nhật nghe anh em chứ không phải là keo keo dởm nha. Bao anh em xài. Dán đa năng luôn. Đó. Còn đây là motor quạt 550 55.000 cái nãy em giới thiệu nè. Miếng hâm nồi cơm điện, miếng hâm nồi cơm điện là một chục giá 90 anh em, hâm tốt. Còn gúng 145 này là một cái là nó giá nó 14.000, một chục nó 140, gúng tốt. Còn gúng sáp cũng chục 140 luôn anh em. Anh em có lấy gúng sáp thì nói mình. Có đầy đủ hết á. Với nhám Nhật này là miếng 10.000 anh em, với nhám Nhật 180 nha. Cái nhám 108, miếng 10.000 với nhám Nhật xịn. Đây là nhựa thông 20.000 bịch. Một bịch 20.000. Bịch nhựa thông 20.000. Nó có cái 1 cục, có cái 2 cục anh em. Đó. Đây, còn chì hàng này nè anh em, chì hàng cuồng này nè. Một cuồng này gần cách 100g nè, 100g hơi yếu tí tí à. Đó. Nhưng mà nó có mấy dòng ở ngoài nghe anh em. Nói cho anh em biết trước. Cuồng này là cuồng chì nó nhẹ lửa. Đó. Mình mới nhập về. Cuồng chì 45.000. Còn chì bánh mình bán 50g là 60.000. Đó, 100g là 120.000. Đó. 100g là 120k nghe anh em. Đây, 100g gì là 120k nè. Đó. Còn bên đây là mỡ hàng 100g là 40.000. Mỡ hàng này 100g 50.000. Đây. Mở hàng 100g 50.000. Anh em mua loại nào nói mình loại đó. Còn cây như mỏ hàng chỉnh nhiệt độ 936 này. Đó, chỉnh tốc độ luôn, chỉnh nhiệt độ nóng yếu nóng chậm luôn ha. Là cây 70.000. Còn mỏ hàng ngâm này là cây 60.000, 60W. Mỏ hàng ngâm loại tốt nha anh em. Đó. Mình giới thiệu cho nhanh hàng đi, anh em mua cái loại nào nói mình loại đó. Ha. Còn cái này là cái đầu khoan. Đây một cái đầu khoan nối vô máy bắn vít nha. Đây đầu khoan sắt nối vô máy bắn vít. Đầu khoan sắt nối máy bắn vít 75.000 đầu. Nó có cây mở luôn. Còn được mấy đầu nha anh em. Hết hàng rồi nha anh em. Đó. Còn bên đây là lưỡi cắt mini. Lưỡi cắt cho máy mini 6 lưỡi là 60.000. Còn lưỡi cắt cho máy mini cũng y gan nó luôn đó. 5 lưỡi là 50.000. Lưỡi cắt mini nghe, lưỡi cưa nghe, lưỡi cưa nghe. Bên đây mình còn cuối cùng mình còn được 4 cây mỏ hàng sung nha anh em. 4 cây mỏ hàng sung. Bóp lên nóng liền. Đó, 100W. Một cây 200.000. Còn bên đây là đế gác mỏ hàng, một cái đế nặng 350g. Gác các loại mỏ hàng, một đế gác mỏ hàng nữ hoàng như vậy là 45.000. Hồi nào mình bán loại đế xịn này không? Đế gác mỏ hàng 45.000. Còn bên đây là phá lồng quạt ngủ là 25.000 một chục. Phá cánh 20.000 một chục ha. Dưới hôm nay mình bán thêm cái này nè anh em. Đây. Để mình lấy cho anh em xem. Cái này nè anh em mình bán cho anh em là mình bán kèm vô cái ống mấy cái nước anh em là nó có miếng gòn sẵn nha. Mấy cái vòi nước anh em dặn anh em rửa chén hoặc là anh em này nọ đó anh em. Anh em bẻ theo ý muốn luôn nè. Đó, anh em bẻ theo ý muốn luôn. Anh em gắn vô rồi cái vòi anh em bẻ theo ý muốn để anh em rửa chén rửa đồ. Cái này là nó về 3 tắc nha anh em, 3 tắc một cái. Một cái thanh nối ống nước nè, cái thanh nối ống nước 3 tắc này, cái vòi nối ống nước 3 tắc này là nó ở đây là cái đầu inox nha anh em, đầu ấy nè. Nào đầu bông sen luôn nha anh em. Một cái như vậy là 40.000 nha anh em, 40.000 cái đầu nối nha, đầu nối 3 tắc. Cái cây nối thanh nối 3 tắc có bẻ được luôn nè anh em. Đó, ở trong mình bẻ có quyền bẻ luôn ha. Đó, đầu nối ống nước. Tại vì mình bán mấy cái vòi nước anh em. Đây mình bán mấy cái vòi nước này nè anh em.
đó, vòi nước một vòi và vòi nước hai vòi. Thì vòi nước một quanh này là inox 304 này là nó 40.000. 40.000 304 nha anh em. Inox 304 luôn. Đó. 304. Còn cái vòi vàng này là nó bằng nhôm anh em, nó bằng nhôm. Nó bằng nhôm loại tốt luôn á. Đó. Loại này là 45.000. Còn cái loại bóng này nó cũng 45.000 nè. Cái loại inox bóng này nó 45.000 nè. Loại inox bóng càng dài 45.000. Là vô ống 21 không nghe anh em. Còn cái loại này thì nó 55.000 cái, hai vòi. Hai vòi. Đó, anh em xài. Anh em xài mấy cái này nè anh em. Anh em dặn cái đầu này ra nè. Anh em dặn mấy cái đầu này ra nè. Đó. Dặn mấy cái đầu này ra anh em mới dặn cái này vô nè. Anh em xài nước xài thoải mái nha. Cái quanh hai vòi này là 55.000 anh em. 55.000 một quanh. Inox 304. Inox 304. Về anh em xài thoải mái, anh em dặn này ra, nó có gon nè. Trong đây nó có gon sẵn luôn. Đó, anh em muốn dặn ra anh em xài vòi nước nè ha. Rồi tưới cây hay làm gì làm ha, ủng hộ mình ha. Đó, anh em nói cái cây nối nấu nước bẻ. Nấu nước có quyền bẻ nè. Cây nấu nước ba tắc. Cây nối nước ba tắc. Một cây nối nước ba tắc nha anh em. Đó. 40.000 anh em, 40.000, 40.000. Rồi kế tiếp bên đây là phá lồng nhôm anh em, phá lồng nhôm này chục 70.000. Đó. Nhông quạt B5. Nhông quạt B5 này 20.000 một cái, chục 200. Nhông quạt B3 B4 là sàn nhông này nè, chục giá 110.000 ha. Còn bạc đạn nè anh em. Bên đây mình xài bạc đạn bích sắt không nha anh em, bạc đạn tốt á. Đây, bạc đạn 608. Một cây như vậy là giá 120.000 10 cái. 10 cái bạc đạn giá 120.000. Đó. Còn nè, bạc đạn nó gì đó anh em. 120.000 chục. Còn sơ mi cao su này là một chục giá 80. Chục giá 80. Còn cái sơ mi nhôm này á, sơ mi nhôm này là một chục giá 100. Đó, sơ mi 608 không nghe anh em. Còn sơ mi mũ này là một chục giá giá 60.000. Đó, sơ mi mũ chục giá 60 nghe anh em. Đó, anh em mua 10 mình tặng 1. Nó còn nhiều lắm anh em ơi, chờ nha. Bên đây là núm nắp nồi cơm nha anh em, núm nắp nồi cơm là 15.000 cái, chục 150 ha. Còn bên đây là kéo cán cam nha, kéo thợ điện nha anh em. Kéo thợ điện, kéo cán cam, kéo rất là dày, 55.000 cây. Anh em mua kéo này là anh em khỏi chê. Cách điện đồ là an toàn số 1. Đây. Và bén, anh em cắt ton, cắt đồ dày hết sảy luôn, cắt dây điện hết sảy luôn. Đó. Kéo cán cam một cây 55.000. Anh em cứ nói kéo cán cam này ha. Còn motor 775 12V. Motor này là 120.000 cái. Motor 775 12V 120.000 cái. Kìm các chân linh kiện còn được 2-3 cây. Cây 35.000. Ha. Rồi bên đây là ổ siêu tải 6 lỗ 6.000 W. Còn nhiều lắm nghe anh em. Ở trên một lỗ kìa. Đó. Ổ siêu tải 6 lỗ 6.000 W. Một ổ cắm như vậy là giá nó 90.000. Ổ cắm siêu tải. Rồi, ở trong nó bằng sứ gì nè anh em. Đó, ở trong nó bằng sứ nha. Bằng sứ nha. Đó, vậy anh em cứ bắt dây điện vô hai bên này nè ha. Là anh em xài. Nhưng mà cái cục cao su này nè, cái cục cao su ở đằng đầu này nè là nó để ở trong đó. Anh em về anh em dặn ra. Anh em dặn ra, đó, lúc lắc ở trong đó, anh em dặn ra anh em nối dây vô. Ổ cắm siêu tải 6 lỗ 6.000 W, giá 90.000. Còn cái ổ cắm 3 lỗ này là nó giá 55.000. Cũng siêu tải y gan vậy luôn. Đó. Còn chui cắm siêu tải nè, chui đực á là một cái 15.000. Chui cái thì 15.000 luôn nha anh em. Anh em mua chui đực thì nó chui đực, anh em mua chui cái nó chui cái ha. Đâu chui cái đâu rồi. Đây chui cái 15.000. 6.000 W. Siêu tải. Chui đực cũng 15.000. Đó. Anh em mua cái nào nói mình cái đó, đặng cho biết là mua cái nào. Rồi kế tiếp bên đây á anh em, bên đây là nút số bấm số 5 nha anh em, nút bấm số 5. Cái này là một chục giá 140 nha anh em, chục giá 140 nha. Hiện giờ là lên giá nghe nút bấm số 5 nha, chục giá 140. Còn nút bấm số 4 thì chục giá 90. Cái này nó lên giá rồi ha.
Nè, cắm siêu tải 6 lỗ 6 ngàn watt nè. Đó. Anh em ủng hộ mình ha. Bên đây là ổ cái nâu, ổ cái nâu nồi cơm. Đó. Một ổ như vậy là 10 ngàn, chục là 100 ha. Ổ cái trắng thì chục giá 80. Còn bên đây là hộp cốt nha anh em, hộp cốt nha. 2 ly, 3 ly, 4 ly là mỗi cái là 20 cái cốt nha, cốt dắt nha. Đó, là 3 cái 60 cái cốt dắt đó, một hộp gì là 50 ngàn, cốt hộp cốt dắt 6 50 ngàn. Bên đây là ốc giáo anh em. Ốc giáo hai loại, ốc giáo ngắn và ốc giáo dài. Một bịch 20 con anh em, một bịch như vậy là 20 ngàn bịch nè. Ốc giáo dài 20 ngàn bịch, ốc giáo ngắn 20 ngàn bịch, bịch 20 con. Đó. Còn ốc này là ốc motor ốc B4 và ốc B5. Ốc motor hoặc B4 thì một bịch giá 20 ngàn, ốc motor hoặc B5 bịch giá 20 ngàn. Bên đây là ti cổ nè, ti cổ nè, ti cổ là ti cổ ốp này nè anh em. Mình kêu ti cổ nè, ti cái này nè. Đó, ti cổ một chục giá 50 nha. Còn bên đây là bộ ốp bạc thau, một bộ như vậy là giá 25 ngàn nè. Đó, có ép bạc sẵn luôn nha. Bộ ốp bạc đạn sơ mi nhôm. Đó, đóng sẵn như vậy là ép sẵn nè. Anh em muốn chế cho bạc đạn là cái này là 60 ngàn bộ nha anh em. Cái loại bạc đạn đen này là 55 ngàn. Ốp bạc đạn 55 ngàn. Còn anh em muốn lấy loại 60 ngàn thì có đây. Ốp bạc đạn sơ mi nhôm, bạc đạn tốt thì 60 ngàn. Còn cái bộ ốp bạc đạn ép sơ mi mũ là nó tới 70 ngàn bộ. Nó ép chỉnh đó anh em. Đâu à? Đây nè. Bộ gì là 70 ngàn nha, tốt quá. Còn bên đây là máy bơm phun sương nha anh em, máy bơm phun sương. Máy bơm phun sương này là 130 ngàn cái. Còn máy bơm phun sương hai chân này là nó của Nhật nha anh em. Đó. Của Nhật hay của Trung Quốc gì không biết. Loại tốt quá anh em, tại mình lấy cái này nó cao, nó mắc hơn. Hai chân này là nó có hai chân à. Đó, mà cái này nó giá 140, mắc hơn 10 ngàn. Bàn chải đồng một cái 15 ngàn. Bằng chải đồng nha anh em, bằng chải đồng để anh em chà rửa này nọ đó anh em, rất là nhuyễn, rất là mịn luôn đó. Còn bên đây là lưỡi mài kim cương, cái này anh em mài lưỡi cưa đồ luôn nha anh em, mài lưỡi cưa đồ thoải mái nha, gắn vô máy mài mini á. Một bộ lưỡi mài kim cương gì năm mũi mài kim cương là giá nó 40 ngàn. Màu loại này là hình như 4 ly á anh em, 4 ly á, 4 ly, 4 ly mấy gì đó, 4 ly mấy, gần 5 ly gì đó. Còn cái mũi này mũi nhỏ nè, mũi này 3 ly mấy nè, mũi vàng 40 ngàn luôn. Bông mai kẹp bạc một bịch là 15 ngàn anh em, bịch 10 miếng đó. Còn bên đây là kẹp cá sấu nha, một cặp như vậy là 5 ngàn nè, kẹp cá sấu lớn chục cặp là 50 ngàn. Anh em mua 10 cặp thì mình tặng thêm một cặp. Còn bên đây là chùm kẹp cá sấu, chùm 30 ngàn, chùm kẹp cá sấu 30 ngàn, 5 dây ra 10 đầu, chùm kẹp cá sấu. Nó kẹp nhỏ nha, còn đó kẹp lớn nha. Cái này là kẹp cá sấu lớn anh em đó, nên nó mắc hơn. Còn này kẹp nó có dây. Còn bên đây á là nắp nhông anh em, nắp nhông là một chục á, một chục nó là 15 ngàn anh em. Còn bên đây là vít thử điện anh em, vít thử điện dò điện đứt luôn, là một cây nó là dò được điện đứt luôn đó, một cây nó 30 ngàn, vít thử điện dò điện đứt luôn, cây 30 ngàn. Còn cây vít thử điện xám này là nó thử điện thường thôi anh em, cũng 30 ngàn anh em, nó thử điện thường thôi cũng 30 ngàn cây, nhưng mà đó, nó cũng cháy như cái vít thường mình được con cái là nó có ba ke để anh em xài 30 ngàn. Đó. Bộ lấy ốc gãy Kabushi này là 100 ngàn bộ nha anh em, 100 ngàn bộ là tốt nha, 100 ngàn bộ Kabushi là xịn. Bên đây có đồng 3 ly, một bịch nó 20 ngàn,
bắt dắt nha. Này là anh em dắt vô mấy cái công tắc cắm siêu tốc, công tắc nồi cơm rồi được chân nè. Đó, 20.000 cái bịch. Chỗ mình nó chặt quá anh em ơi. Còn bên đây là bộ hết cửa tủ nha anh em. Bộ hết cửa tủ nha anh em. Một bộ như vậy là nó giá 5.000 anh em. Bộ hết cửa tủ, cái hết cửa tủ nha anh em. Hết cửa tủ 5.000, 5.000 bộ. Hết cửa tủ. Khi anh em làm hai cái nha, cái ngoài cái trong như nè, anh em đẩy cửa vô là nó hết à, nó vô, nó sụp vô. Đây, con tay rồi anh em, hai tay làm nó mau nè, đóng vô nó, nó vô ngay là nó hết nha anh em. Tại nó đụng ở dưới nè, nó hết lại gì đó. Rồi anh em kéo tủ ra ha. Hết cửa tủ 5.000 cái nè, 5.000 cái, 4 con ốc luôn, cho 4 ốc luôn đó. Chục 50. Hết cửa tủ, hết cửa tủ. Ở bên đây là nay dây 5m tốt nè anh em, dây 5m xịn nè, để xài cho mấy cái ổ siêu tải 6 lỗ này, 3 lỗ này nè. Một cộng dây 5m xịn này á, là có chui sẵn luôn nha anh em, chui sẵn luôn, cộng 90.000. Còn cái dây 3m phang này á, dây 3m phang này là một cộng giá 35.000. Đó anh em thay cho các loại quạt, đồ quạt công nghiệp, đồ phang đồ được chưa nha, phang mài được chưa nha. Còn bên đây á, là dây 3m quạt chục giá 90.000. Còn bên đây là dây bãi nha anh em, dây bãi 2m, dây bãi Nhật 2m. Dây nghĩa địa đó, một cộng 28.000, rất là dày luôn. Cộng 28.000, chục cộng thì mình tặng thêm một ha. Nói chung ra ba cái hàng dây bọng rồi nè, anh em mua bao nhiêu cũng có nha. Đó, dây quạt rồi anh em mua bao nhiêu cũng có. Kêu hết ba cái code cho nha anh em. Đây là cái code đỏ nè, tại vì mình kêu code đỏ là nó tròn nha anh em. Code đỏ nha, chứ cái này không có gọi là code đỏ nha, cái này không có gọi code đỏ nha, cái này là code 4 ly. Đây này, code đỏ nè. Con ốc dẫn nhông quạt mình dẫn dừa đó đó anh em, code đỏ bịch 20.000. Còn cái này là code 4 ly, code dắt 4 ly bịch 20.000. Nè, code này cũng bịch 20.000 nè anh em. Code đực của 4 ly, code đực 4 ly. Còn code cái 4 ly. Đó. 20.000 bịch không nha anh em. Còn cái dặn đầu dây vàng này á, dặn đầu dây á, là để bịch đầu dây á, mình nói hai cái mình dặn vô á, xe vô dặn vô á là 15.000 bịch. Còn bên đây là ổ cắm siêu cứng nha anh em. Ổ cắm siêu cứng này là 55.000. Nó cắm rất là cứng luôn. Xe cán 07 nha anh em, 55.000 ổ xịn. Để mình giới thiệu hết ba cái đồ này đi rồi mình giới thiệu tới bếp ga nữa nha anh em. Bên đây là cái cây lấy dấu anh em, cây lấy dấu bằng đồng. Nó rất là nặng nha anh em. Cây lấy dấu, khi anh em lấy dấu để anh em phang mài đó anh em. Nè. Đó. Đó. Lấy dấu để mình phang mài rồi đó, là cái cây này là 30.000. Còn cái bộ phang dũa nè anh em. Cái bộ phang dũa nè anh em, bắt vô mấy cái máy phang cầm tay của mình đó là anh em phang dũa gáy đồ nè, mài lạng đồ tất cả nè, cây gỗ đồ nè. Đó, làm khuôn làm bọng rồi đó anh em. Bộ khoan dũa này là 70k nghe, 5k cây ha. Bộ khoan dũa, anh em cứ nói là bộ khoan dũa đi là mình biết, là tại vì có mình nó là bộ khoan dũa. Còn bên đây là cái mũi phân phét đa năng nha anh em. Đây là cái mũi phân phét đa năng, anh em phân phét thoải mái. Nó gồm một cái mũi phân phét và một cái cây xỏ nữa nè. Đây nè, nó có cái cây ngang ông nè, nó có cây để cho em xỏ này không đó. Mũi phang phét đa năng từ 3 cho tới 13 nha anh em, bắt vô máy bắn vít đồ được hết trơn nha. Nó đầu 3 ly, phét dài, phét cây, phét gỗ rồi nó thoải mái ha. 3 dài cho tới 13 ly. Một bộ mũi phang phét đa năng này là nó 60.000 anh em, 60.000 bộ, 60.000 bộ mũi phang phét đa năng. Đây, nó có cái cây để anh em xỏ ngang, anh em xấy luôn. 60.000 bộ mũi phang phét đa năng. Rồi bên đây là cái bộ lưỡi cắt kim cương mini nhỏ 2 phân rưỡi, 2 phân rưỡi nè. Bộ này là nó 100.000. Còn cái bộ 3 phân rưỡi này á, cái bộ 3 phân rưỡi này á là nó 130.000. Còn cái bộ dũa này á, bộ dũa kim cương nha anh em, dũa cầm tay nha, dũa kim cương
anh em giũa lưỡi cưa giữ đồ là thoải mái nha, giũa các loại luôn nha, giũa dẹp, giũa tròn, giũa vuông gì, giũa xéo tam giác gì thoải mái luôn. 10 cây giũa 150.000, cây giũa cầm tay 10 cây giũa cầm tay 150.000. Còn cái bộ mũi mài 10 mũi mài kim cương này á, là đủ loại nè, 10 mũi mài kim cương này là nó 90.000 đó, anh em cứ mua thoải mái nha. Còn cái lưỡi 3/2 này là cái lưỡi cắt nha, lưỡi cắt kim cương nha. Nói chung ra là đồ kim cương là anh em xài nó bền, siêu bền luôn đó. Còn cái cây cắt kiến hợp kim này á, là một cây nó 30.000, cắt kiến cắt gạch đa năng đó, gạch đồ làm dấu rồi thoải mái luôn nha, cắt kiến cắt gạch đa năng, cây 30.000, anh em cứ nói cây cắt kiến là được rồi. Rồi cuối cùng là bên mảng bếp ga nha anh em, bếp ga lớn nè, điếu hồng ngoại ít ăn ga, một điếu nó 45.000, điếu hồng ngoại ít ăn ga 45.000. Anh em xài điếu điếu inox, điếu ton, điếu sen đồng gì không cần biết nha, anh em xài điếu hồng ngoại này anh em thay qua điếu hồng ngoại thì vẫn được đó, không cần biết anh em xài ở nhà anh em xài điếu sen đồng này nha. Đó, anh em xài điếu sen đồng này hay sen đồng nón gì không cần biết, anh em thay qua điếu hồng ngoại này là được. Trên một điếu hồng ngoại này 45.000, mua một điếu hồng ngoại mình tặng cho anh em một cái bát điếu. Đây, một cái bách điếu. Một cái bách điếu là 45.000 gì nè. Anh em mua thay hai bên thì hai điếu là 90.000, nhưng mà tiền phí ship thì anh em tự trả nha. Anh em mua đơn, anh em mua kẹp chung đơn á là nó 500k lấy lên mình bao phí ship cho anh em. Đó. Còn cái điếu sen đồng này. Điếu sen đồng ga băng này là 50.000, một điếu và một cái bát gì luôn nè. Đó. Bếp ga anh em về anh em dở ra anh em thấy nữa, ô cái điếu giống gì nè, là anh em mua anh em thay vô y gan. Đó. Điếu sen đồng thường 50.000. Còn cái điếu sen đồng xịn này á, điếu sen đồng xịn này á là một điếu nó 65.000. Sen đồng tốt này là 65.000, sen đồng này mắc cái sen anh em. Đó. Sen đồng xịn nha, 65.000. Cũng tặng cái bát luôn, một điếu. Đó. Còn ổ đơn. Ổ đơn này để xài cho mấy cái loại điếu này và điếu cho nó luôn. Ổ đơn bếp ga của anh em ở nhà mà hư cái ổ đơn này, bật lửa không cháy. Đó, bật lửa mà nó ra nó khò, nó lu. Đó, hoặc là nấu nó bị lu, nó không được mạnh. Thì lâu ngày nó bị nghẹt, nó hư cái ổ. Anh em mua cái ổ này về giá 50.000, kêu là ổ đơn. Cái ổ đơn, mình sẽ tặng cho anh em một cái miếng gòn ổ đơn. Đâu rồi? Mình đồ để từ lửa cho anh em. Đây, mình tặng cho anh em một cái miếng gòn ổ đơn. Đây, một cái miếng gòn ổ đơn và 4 con ốc. Một cái ổ đơn tặng cho anh em 4 con ốc, để anh em dặn 2 con ốc này và cái miếng gòn này em cho nè, và 2 con ốc đằng trước. Là anh em mua cái ổ đơn là mình mới tặng cho anh em cái đó ha. Còn cái nút ổ đơn, nút ổ đơn này là mình bán. Nút ổ đơn này là một nút nó 6.000, thay tất cả loại bếp ga lớn. Miễn anh em thấy cái bếp của anh em á, không cần biết nút lớn nút nhỏ nút chưa ít gì không cần biết, nhưng mà anh em dịch ra cái nó xéo gì nè, đó nó có cái chật gì là anh em cứ mua nút này về anh em thay y gan. Anh em cứ đè vô, anh em bật đè vô, bật đè vô, bật kệ nó, nút nhỏ, nút nhỏ nhưng mà nó vừa cái lỗ trong là được à. Đó, một nút 6.000, chục 60.000 là vừa trơn nha anh em. Nút này là nút ổ đơn nha anh em, nói đàng hoàng nút ổ đơn. Còn cái điếu bếp ga mini, điếu na mini này là một điếu 28.000, điếu na gin theo bếp gin luôn, y gan trong bếp luôn, là 28.000 điếu. Còn cái điếu na thường là 22.000 điếu. Còn cái miếng mặt nạ na đó là 8.000, miếng nạ na 8.000. Miếng nạ na là 8.000. Đó. Còn cái nút na này nè, miếng nạ na là 8.000 nha, chục 80 nha. Đó, cho điếu này không đó. Còn cái nút na này là 6.000 nút, chục nút 60.000. Còn cái IC na này là một cộng nó 8.000, chục cộng nó 80.000 ha. Còn cái nút dài càng ga này là một chục 40.000 nha anh em. Chục 40.000 nút dài càng ga, chục 40.000. Còn bên đây mình có bán gòn đầu trong của bếp ga mini. Ngay chỗ mà anh em gài cho ga vô, ngay chỗ cái đầu cho ga đó nó bị phịch đó, bị xì đó, là anh em mua thay vô một chục gòn đầu trong mini này là nó
giá nó 20.000. Còn bên đây mình có một mớ nút bếp ga mini cũ nè anh em, đời cũ chứ không phải là nút bếp ga mini cũ nha, nút này là nút mới nha anh em, nhưng mà nút tồn kho đó, nút bây giờ là nút này không có hàng trên thị trường luôn, đây là nút mới nha, nhưng mà nút nó tồn kho lại á đó. Một nút nó là giá nó một chục giá 60.000 anh em, chục giá 60.000 nút nút đời cũ, 60.000 hay 50.000 gì quên mày, 60.000 anh em ơi, để 60.000 đi bằng mấy cái nút kia hết đi. Anh em nói nút đời cũ nha, chục nút đời cũ thì mình mới biết nha. Có còn cái gì nữa không? Thì hàng giữa thông giới thiệu hết rồi. Rồi, hàng mình giới thiệu đến đây cũng đã hết rồi nghe anh em. Anh em chú bác gần xa cái yêu mến kênh của mình thì ủng hộ mình ha. Rồi còn mấy cái món lặt vặt kia thì mình có giới thiệu tới. Rồi với cái bộ bộ dao điêu khắc cán gỗ anh em. Dây rút này thì 10.000 bịch ha. Dây rút 10.000 bịch, dây rút tắc cử. Còn cái bộ dao điêu khắc cán gỗ này là loại xịn nha anh em. Đó, 80.000 bộ nha. Anh em mua này là anh em khỏi chê. Rất là cứng luôn, ủi rất là cứng luôn, thép rất là cao, siêu bén luôn. Bao anh em gọt luôn. Bao anh em mà về mà anh em lấy ngón tay cái mà anh em đẩy ngang mà nó quẹo nó gãy ha. Mà bình thường cho anh em bộ khác. Bao anh em luôn, rất là cứng luôn. Thép thép nhíp, thép gì mình không biết nha, mà nó cứng quá cứng à. Bộ dao điêu khắc 80.000. Hồi nãy mình giới thiệu qua đầu mỏ hàng anh em. Mỏ hàng đó là đầu mỏ hàng nè, đầu mỏ hàng 936. Đầu mỏ hàng sung luôn. Chưa giới thiệu mảng này anh em. Công tắc nồi cơm thì chục giá 90 nha anh em. Đây đầu mỏ hàng 936 nè, bịch gì là giá nó 35.000 nè anh em, 5 mũi bằng đồng luôn. Còn cái đầu mỏ hàng sung này là 5 đầu cũng 15.000. Còn cái đầu mỏ hàng 936 mà đầu mỏ hàng đen vệ tinh này á là nó 40.000. Nó mắc hơn. Đó. Còn mỡ bò anh em. Mỡ bò công nghệ Nhật nè, mỡ bò này hũ 100g 30.000. Còn mỡ bò Nhật loại vàng này á, không phải mỡ bò, nó không phải Nhật, mỡ bò đó mỡ bò thường. Mỡ bò thường còn mớ còn mấy hũ nè, mỡ bò này có 15.000 hũ à. Nè, mỡ bò vàng này 20.000 hũ nè, mỡ bò Nhật nè. Mỡ bò Nhật có 40.000 nè. Đó. Mỡ bò Nhật 50.000 và mỡ bò Nhật 30.000. 30.000 là hũ nhỏ, hũ 50.000 là hũ bự nha anh em. Hũ bự hơn. Nằm dưới rồi, hũ 50.000 nằm dưới đây nè. Keo 50.000 thì nó bằng keo này nè nghe anh em. Mỡ bò công nghệ Nhật 50.000, còn mỡ bò công nghệ Nhật này á thì nó 40.000. Nhật vàng nó 40.000. Nhật vàng nhỏ nó 20.000, Nhật vàng nhỏ nó 30.000. Đó. Anh em chú bác gần xa yêu mến kênh của mình thì ủng hộ mình ha. Đây là kéo cắt dây tuốt điện nè, kéo tuốt dây điện nè, 90.000 cây nha. Đó. Ủng hộ mình ha. Còn bên đây là kìm bấm nha anh em, kìm bấm USA cây 150.000 nha anh em. Hàng mới nha, chất lượng nha. Của Mỹ nha. Rồi chào tạm biệt anh em chú bác gần xa nha. Anh em chú bác gần xa có yêu mến kênh của mình thì ủng hộ mình ha. Chào tạm biệt nha.